xin các bạn nha, mình là Quỳnh Trang, xe máy nhập khẩu Đại Nam. Và hôm nay là Trang sẽ gửi đến top 5 hai phiên bản. Nói chung là nó không có ăn khớp gì với nhau hết, nhưng mà nó phù hợp với tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là Trang sẽ review video giới thiệu các bạn là dòng A160 và phiên bản Winner 33. Và hôm nay là Trang báo cho các bạn một tin rất là buồn luôn. Vì dòng A160 hiện tại là nhà máy nó ngưng sản xuất luôn rồi mọi người ơi. Cho nên là bây giờ hiện tại cái hàng này đang rất là hiếm nha. Cho nên là bên Trang chỉ còn một vài em thôi. Cho nên nếu các bạn có nhu cầu xem thời điểm này, nhớ ghé qua Trang nhanh nhanh nha, để mình có thể hốt một em này về, chứ để mai mốt là không có hàng để mua luôn á mọi người. Đối với dòng A160 thì hiện tại là nó sẽ có hai phiên bản là tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Con màu đỏ xám này là phiên bản tiêu chuẩn nha mọi người. Giá sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 57 triệu giá báo, đã bao gồm thuế VAT nha. Thì hiện tại là phiên bản này đang rất là hiếm luôn mà, nhưng mà Trang cũng không biết lý do tại sao mà nhà máy nó không có sản xuất nữa. Không biết là nó có để lại cái bản 150 không, Trang cũng không có rõ ha. Thì hôm nay giá Trang báo là đã bao gồm thuế này. Khi mà các bạn mua trả góp, đối với dòng xe này trả trước trước Trang tầm khoảng từ 8 tới 10 triệu trở lên thì các bạn có thể sở hữu được một em như thế này rồi nha. Và thủ tục khi mà mình mua trả góp rất là đơn giản, là chỉ cần chứng minh hoặc là căn cước. Các bạn có thêm hộ khẩu bằng lái hoặc bảo hiểm y tế, nhớ mang theo để mình được gói lại suất ưu đãi nha. Các bạn có thấy điểm chung của hai dòng xe này là gì không? Đều là hãng của Honda nha mọi người. Nói chung là phiên bản của dòng Honda thì các bạn cái bộ máy nó rất là êm nha. Cho nên là các bạn yên tâm và được bảo hành tại nói chung là toàn quốc. Đây ha, bảo hành 3 năm toàn quốc luôn nha mọi người. Đây ha, đối với dòng A160 thì Trang thấy là khỏi phải bàn rồi, từ nam nữ nè, các anh chị nè, ai sử dụng cũng được. Phân khúc là 160 nè, cốp xe rất là rộng nè, độ xăng thì độ xăng ở trước chỗ mình ngồi ha, và khóa smart key đầy đủ cho các bạn, rất là những cái hỗ trợ thông minh của những cái dòng xe đời mới nhất thì Trang thấy là đòi hỏi tụ lên dòng xe này rồi. Nói chung là hôm nay Trang muốn cập nhật giá xe với lại thông báo cho các bạn biết thôi. Rồi chủ yếu là các bạn nếu mà có nhu cầu mua xe thì các bạn tranh thủ mua sớm nha. Còn đối với dòng Winner V3 thì các bạn cũng có thể thấy đúng không, bên Trang đang có rất là nhiều màu luôn. Và hiện tại là bản này là không giới hạn màu luôn nha các bạn, từ màu zin tới màu 3D. Và giá này cũng rất là mềm luôn. Đối với Winner V3 thì nó sẽ có hai phiên bản là phan thường và phan ABS. Giá sẽ rơi vào tầm khoảng từ 35 tới 37 triệu mọi người nha. Và cái em mà Trang đang quay cho các bạn là phiên bản ABS, và phiên bản này là phiên bản độ tem 3D cho các bạn. Và giá chỉ rơi vào tầm khoảng đó thôi, trả trước Trang tầm khoảng từ 3 tới 5 triệu thôi nha. Thủ tục cũng giống như là con AB này ha, chứng minh hoặc căn cước. Nếu mà trường hợp mà các bạn mua xe mà có liên hệ ra Trang trước, hoặc là mình có thể là con top 5 này ghé qua cửa hàng mua xe ủng hộ ra Trang thì các bạn sẽ được rất là nhiều phần quà. Ngoài ra nếu mà giới thiệu người thân thì các bạn sẽ còn được tiền hoa hồng nữa nha. Cho nên là Trang thấy là hai phiên bản này, một là dòng Tay Ga và dòng Tay Con, tùy theo các bạn nha. Nếu các bạn thích dòng xe gì đó thì các bạn có thể liên hệ ra Trang. Ngoài những dòng này thì bên Trang còn đang có rất là nhiều dòng khác, chẳng hạn như là xe số này, xe Tay Ga thì bên Trang có rất là nhiều loại luôn, tất cả từ Honda, Yamaha và Suzuki đầy đủ nha. Cho nên nếu thích dòng xe nào thì cần kết bạn Zalo với Trang hay ở khu vực Bình Dương nha mọi người, thì Trang sẽ hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình nhất có thể để các bạn có lựa chọn được một xe ưng ý nha các bạn. Bye.